Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại các bạn trong video chia sẻ hôm nay. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách khôi phục trên dữ liệu trên dòng iPhone iOS. Trước đây mình hay chia sẻ khôi phục dữ liệu trên Android. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách khôi phục dữ liệu đã xóa vĩnh viễn ở trên dòng iPhone. Rất nhiều lý do để mang đến cái điện thoại của các bạn là mất dữ liệu, ví dụ là máy của bạn bị hỏng, hay là chạy cái này gốc, hay là bị bẻ khóa, hay mất khóa, hay do sự cố hệ thống mà tất cả cái dữ liệu của bạn đã không thể khôi phục được, thì cái phần mềm này nó sẽ quét rất sâu và nó quét hết các dữ liệu của bạn và khôi phục lại cho toàn bộ các bạn nhé. Với cách khôi phục này thì cái phần mềm khôi phục này nó có thể khôi phục cho bạn là từ cái ảnh này, tin nhắn, liên lạc, lịch sử gọi, thư thoại, ngay ghi chú, hay là lịch sử summary, hay là tất cả các bạn khôi phục ở trong cái thiết bị của bạn, kể cả các bạn chạy lại cả gốc, hay là tất cả những cái lỗi của các bạn chưa sao lưu hay cả gốc nó cũng thể khôi phục được bạn nhé. Phần mềm này các bạn tải về máy thì chỉ có mất khoảng độ hơn phút thôi, các bạn cấp quyền cập nó và nó thành dễ dàng khôi phục cho các bạn từ dữ liệu xóa iPhone đây mà không cần sao lưu này. Trích xuất từ các bạn sao lưu iTunes cũng có chọn lọc máy tính hay lấy lại ảnh danh bạ từ cloud, và tất cả những các bạn bị xóa trước đây các bạn nhé, bạn đều khôi phục tất cả. Đặc biệt cái này nó tích hợp tương thích rất nhiều dòng iPhone, toàn bộ dòng iPhone, đặc biệt là tương thích với lại iPhone mới nhất như iPhone 15 hay là iOS 17. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào tiến hành tải phần mềm. Đây là địa chỉ trang web khi bạn đã truy cập vào trong địa chỉ này, thì đây nó bảng tiếng Anh, khi bạn ấn trên cái phần trên này sẽ nó dịch cho tiếng Việt cho các bạn. Đây là cái trang web của nó này, sau đó bạn ấn vào dùng thử miễn phí, bạn tải về máy. Đây là phần mềm các bạn nhé, các bạn ấn cài đặt, bạn ấn ok, bạn lệnh. Bạn ấn pin, các bạn mở phần mềm lên này. Cục đây là cục cài đặt trong bộ nhớ của bạn mà không cần phải sao lưu cả. Đây là khôi phục qua các bạn sao lưu của bạn nhé. Và cuối cùng đây là khôi phục qua cái tài khoản đám mây. Thiết bị của bạn đây là khôi phục rất nhiều tài khoản đám mây. Có máy của bạn cài 2 tài khoản đám mây hoặc 3 tài khoản đám mây thì các bạn đều khôi phục trên cái chế độ thứ ba này. Thì hôm nay chúng ta sẽ khôi phục qua cái chế độ thứ nhất, đó là khôi phục trong bộ nhớ trong của các bạn mà không cần phải cài bản sao lưu cả. Không khôi phục qua các bạn sao lưu. Thì đây thiết bị yêu cầu chúng ta là phải cắm cái dây cáp kết nối điện thoại các bạn nhé. Bạn cắm dây cáp vào, yêu cầu bạn kết nối với điện thoại, các bạn cắm cái dây cáp vào. Và thiết bị lúc này đã nhận diện được cái điện thoại của các bạn nhé. iPhone 6 Plus này. Thì toàn bộ trên này là những cái ứng dụng mà cái phần mềm này nó sẽ phụ được chúng ta. Thì cái display avatar này nó là nó phục vụ cho các phần mềm của bên thứ ba các bạn này. Chúng ta không cần, thì phục nhiều dữ liệu quá thì chúng ta cũng chạy máy hơi lâu. Thì để ví dụ cho các bạn phục vụ cái phần mềm này thì các bạn chúng ta sẽ phục vụ thử cái photo này và cái cuộc gọi này. Ở đây là cái ghi âm này, từ lịch nhất rồi ghi chú, quay time hay là lịch sử safari thì chúng ta cũng không được phục. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành khôi phục thì các bạn sẽ ấn là Start. Cái này tốc độ nhanh chậm là phụ thuộc vào cái dung lượng của chúng ta và cái máy tính ta nhanh hay chậm thì nó sẽ khôi phục các bạn nhé. Như vậy là thiết bị chúng ta đã khôi phục xong các bạn nhé. Và các bạn để ý đây là 5.281 cái dữ liệu đã được khôi phục từ cái ảnh với lại là đánh bạn các bạn nhé. Thì các bạn để ý đây là cái nếu các bạn trả phí này nó phục vụ cho các bạn chúng ta, còn nếu như chúng ta mà có dùng cái bản là có phí thì chúng ta sẽ phục vụ được rất nhiều, đặc biệt là cái khi các bạn đã chạy máy hay cài đặt cùng gốc thì nó sẽ quét sâu hơn và nó sẽ quét tốt hơn. Và nói lưu ý rằng là các bạn sau một lần các bạn khôi phục, bạn xóa dữ liệu đi thì bạn lên khôi phục ngay, không thì dữ liệu lọ nó sẽ đè lên dữ liệu kia, và qua mỗi lần chúng ta khôi phục thì nó sẽ phục vào cái ảnh, sẽ không thứ tự như chúng ta đã xem, và nó sẽ ảnh nó đè lên ảnh kia. Vì vậy là chúng ta mỗi lần xóa thì nó khiến chúng ta là lên phục ngay,
các bạn ấn OK này, thì đây là toàn bộ dữ liệu nó khôi phục đây các bạn nhé. Và tất cả những dữ liệu trên máy nếu như chúng ta để này thì chúng ta xóa biết bao giờ về sau mỗi lần khu vực này, thì các bạn nếu các bạn muốn xóa bớt đi những cái gì không cần cần thiết thì các bạn nên dùng máy tính các bạn xóa, đặc biệt cái phần mềm này. Thì các bạn cái phần mềm này mình thấy rằng đây là một cái phần mềm mà cũng rất hữu ích các bạn nhé, rất hữu ích, có thể khôi phục được rất nhiều chúng ta đó. Thì nếu như các bạn quan tâm với cái thiết bị này thì cái phần mềm này mà thì bạn dùng cái bản chào ký thì nó sẽ khôi phục cho bạn rất nhiều dữ liệu. Thì ở trên mạng này nó chỉ giảm giá của chúng ta là 25%. Thì dưới video mình sẽ để cho bạn cái mã để các bạn cài đặt, và các bạn dùng cái mã đó thì nó sẽ giảm giá cho bạn là 40%. Và các bạn quan tâm thì các bạn hãy dùng mã đó. Thì cùng chúc các bạn khôi phục thành công dữ liệu của bạn, và mong rằng các bạn hãy ủng hộ quan tâm đến kênh mình và đăng ký cũng như ấn chuông thông báo để nhận được các video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn và thành viên bạn.